Thông tin tiểu sử diễn viên Khánh Huyền. Khánh Huyền là nữ diễn viên xinh đẹp trong làng điện ảnh Việt Nam. Cô là nữ diễn viên gốc Bắc, cô có giọng nói ngọt ngào và sở hữu gương mặt xinh xắn. Khánh Huyền quê ở Hà Nội, hiện tại cô sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Huyền sinh năm 1971. Cô theo con đường điện ảnh từ năm 1990 và tham gia nhiều bộ phim như Hát giữa chiều mưa của đạo diễn Trần Phương, Nụ tâm xuân, Người nổi tiếng, Vui buồn sau lũy trẻ và nhiều bộ phim khác. Cô sinh ra trong một gia đình yêu nghệ thuật, cha là giảng viên trường sân khấu điện ảnh. Từ nhỏ, Khánh Huyền đã thích ca hát và tham gia các hoạt động tại câu lạc bộ Họa Mi cùng thiếu nhi Hà Nội cùng với những ca sĩ tên tuổi khác như Thanh Lam, Hồng Nhung. Năm 1990, Khánh Huyền tốt nghiệp lớp diễn viên khóa đầu tiên tại nhà hát Tuổi Trẻ và trở thành diễn viên chính thức của nhà hát. Cô đã trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời riêng tư. Khánh Huyền đã tiếp tục trở lại với nghiệp diễn. Cô vẫn là gương mặt nhận được nhiều yêu mến của khán giả màn ảnh nhỏ. Về đời sống riêng tư, sau khi cuộc ly hôn đầu tiên đổ vỡ, Khánh Huyền rời Hà Nội và quyết định nam tiến. Trải qua 4 năm, nữ diễn viên xinh đẹp đã vượt qua nỗi đau có một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc với cô con gái nhỏ Trang Nhi và hai người con riêng, con gái Khánh Vi và con trai Minh Quân. Chồng của Khánh Huyền là một người đàn ông từng trải, anh làm việc trong ngành bưu chính viễn thông. Chuyện trục trặc thì vợ chồng nào mới cưới nhau ai chẳng phải đối diện. Vợ chồng tôi trục trặc chắc chắn không phải vì chuyện ghen tuồng, những chuyện đó là bí mật của tôi với ông xã, không ai biết được đâu, nữ diễn viên gốc Hà Nội chia sẻ. Vào những cuối năm thập niên 90, Khánh Huyền là gương mặt đắt giá của rất nhiều bộ phim truyền hình. Cho đến bây giờ, khán giả vẫn nhớ như in những vai diễn gắn liền với người phụ nữ có gương mặt xinh xắn, dịu hiền và đôi mắt ướt chứa nỗi buồn mà khó hiểu từ Khánh Huyền đảm nhận. Tuy nhiên, sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu sau khi đã có một con trai, một con gái đã khiến cho Khánh Huyền phải xa dần màn ảnh truyền hình phía Bắc. Chị sớm nên duyên với một người đàn ông làm lĩnh vực viễn thông và theo anh vào Nam định cư. Thời gian vào Nam, Khánh Huyền vẫn tiếp tục làm phim và MC, nhưng hào quang của thời đại đỉnh cao không còn vây quanh chị. Giờ đây, Khánh Huyền đã có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ hai và cô con gái út đã hơn 5 tuổi. Nhìn lại những ngày tháng đã qua, Khánh Huyền chưa bao giờ phải hối tiếc về những quyết định của mình. Kể từ ngày có con nhỏ, chỉ có vẻ ít đóng phim hơn mà dịch chuyển sang làm MC cho các chương trình truyền hình. Vì sao chị lại quyết định như vậy? Thực ra, đóng phim và dẫn chương trình là hai công việc tôi làm song song từ khi còn ở Hà Nội. Thời đó, vì phim truyền hình Việt Nam còn ít, bản thân lại còn trẻ nên được đóng nhiều vai chính hơn. Bây giờ, phim truyền hình đua nở trên tất cả các kênh. Chứ ngày xưa, phim chủ yếu được phát vào dịp cuối tuần trên VTV1 và VTV3. Và đó cũng là lý do tôi cứ đóng phim nào thì mọi người biết phim đấy. Nhiều người cứ nghĩ ngày xưa tôi đóng nhiều phim lắm, chứ thực ra một năm cùng lắm cũng chỉ vài phim, mà mỗi phim cũng gói gọn khoảng 5 đến 6 tập chứ không phải 30 đến 40 tập như bây giờ. Phim Việt thời xưa ít tập, ít phim nhưng có sức nặng. Riêng công việc MC thì ngày xưa tôi đã làm rất nhiều, nhưng chủ yếu dẫn sân khấu. Đó là các chương trình ca nhạc ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, các chương trình gala, sự kiện, hội nghị. Mọi người không tưởng tượng nổi tôi và anh Lê Anh đã từng phải đệ quần áo cả tháng trời ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô để tiện di chuyển vì chương trình này, chương trình khác vào ra rất nhiều. Lương MC thời đó nhiều hơn lương diễn viên rất nhiều. Tuy nhiên, vì ngày xưa tôi ít dẫn các chương trình truyền hình nên mọi người cảm giác tôi ít làm MC, chứ ngày xưa tôi làm nhiều lắm. Thời điểm gần đây, tôi đóng phim ít hẳn đi vì có một số phim phải thu tiếng trực tiếp mà giọng tôi lại là giọng Bắc nên không tham gia được. Bản thân tôi xuất thân là dân nghệ nhưng tính không xông xáo lắm đâu. Tính tôi hơi thiên về gia đình nên ai mời thì làm, chứ nhất quyết không đi tìm việc nên không đóng nhiều phim. Còn MC thì có một cơ duyên nào đó mà hồi mới vào có bạn đến tìm
mời làm nhân vật khách mời của chương trình Sức Sống Mới. Sau khi quay xong, ban biên tập thấy tôi nói năng cũng lưu loát, lại có tố chất dẫn chương trình, nên các bạn mời làm MC cho chương trình luôn. Đó là chương trình đầu tiên tôi làm MC sau một năm chuyển vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dần dần lĩnh vực MC lại hút tôi nhiều hơn. Chỉ rời Hà Nội để vào thành phố Hồ Chí Minh khi đang có một vị thế chắc chắn, công việc tốt và thu nhập cao. Đã bao giờ chị hối tiếc về điều đó chưa? Rời việc vào Hà Nội, từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh không phải là sự lựa chọn của tôi nữa, mà là một quyết định. Thời điểm đó, tôi vừa mới lấy ông xã thứ hai và ông xã tôi làm việc ở trong này nên bắt buộc tôi phải vào đây. Sở dĩ như vậy, công việc của tôi dễ thay đổi, còn công việc của anh ấy khó thay đổi hơn. Và một lý do nữa là tôi cũng muốn thay đổi môi trường sống. Dù Hà Nội là nơi tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành, nhưng thời điểm tôi có chuyện buồn trong hôn nhân nên lại muốn rời xa nơi này để quên hết đi. Thời điểm đó tôi cũng không còn trẻ nữa, 37 tuổi rồi, so với tuổi của nghề diễn thì không còn là giai đoạn vàng của nghề nữa. Thêm nữa, dù làm nghệ thuật nhưng từ khi con gái tôi đã luôn có xu hướng ưu tiên cho gia đình nhiều hơn công việc, nên việc vào đây là tự nhiên, tất yếu, tôi không có gì phải hối tiếc cả. Vào đây tôi cũng hòa nhập được, không đến nỗi như một số nghệ sĩ khác là vào một thời gian rồi không chịu nổi lại phải về Bắc lại. Thậm chí vào đây tôi cảm thấy rất vui, người miền Nam có sự hồn nhiên, phóng khoáng, không quá thâm trầm nên tôi cảm thấy dễ sống. Nhưng chị từng thú nhận thời gian mới đặt chân vào thành phố Hồ Chí Minh hơi trách choáng, đơn độc bởi vì ngoài chồng và một bà chị không quen biết ai hết. Bạn cứ tưởng tượng 37 năm sống ở Hà Nội, tôi không hề có bất cứ một mối quan hệ nào với cả trong này. Thậm chí hồi đầu tôi còn nghĩ rằng chắc chắn tôi sẽ không tham gia phim được nữa, vì thời đó tôi đang biên chế nhà nước. Thời gian làm nhà nước quá lâu khiến tôi không thực sự năng động như các bạn trong này. Tôi biên chế nhà nước tuổi trẻ từ năm 20 tuổi. Cái gì cũng cơ quan lo hết, lương ăn, lương cơ quan, đi nước ngoài cũng cơ quan lo, mình chẳng phải lo gì. Mỗi việc lấy chồng, sinh con là tự làm. Nên khi vào đây, mọi việc ngỡ ngàng lắm vì cái gì cũng tự mình làm. Cộng thêm, môi trường hoàn toàn mới, chỉ có chị gái và ông xã là chỗ dựa duy nhất. Thời gian đầu tôi còn nghĩ, hay xin vào làm ở một cơ quan nhà nước, để sống cuộc đời công chức, không nhất thiết phải làm nghề diễn. Nhưng sau đó vẫn có những cơ hội giúp tôi có thể hòa nhập được, nên tôi bỏ ngay ý định đi làm nhà nước. Tôi trở thành người làm việc tự do từ thời điểm đó. Chỉ mẹ tôi là có chút buồn vì tôi không phải là người nhà nước thôi. Một số người trong nghề chia sẻ rằng trước khi chị quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh, chị đã từng bị stress rất nặng. Chuyện đổ vỡ hôn nhân đã khiến chị đã rất tàn tạ, đau đớn và khó khăn. Phải chăng thời điểm đó chị đã có ý định bỏ nghề? Đúng là khi đối mặt với chuyện đổ vỡ hôn nhân và quyết định ly dị chồng cũ, tôi đã lâm vào tình cảnh như vậy. Nhưng tôi nghĩ con người mà ai chẳng có những lúc này lúc kia trong đời, không ai tránh được. Chỉ có điều nó đến lúc nào, ra sao, mình có thể vượt qua nó được hay không. Có những người khi đối diện với chuyện tình cảm không tốt, họ còn tìm tới cái chết nữa cơ mà. Tất nhiên đó là số lượng hy hữu, còn theo bản năng người ta vẫn cố vượt qua và tìm tới những mảnh đất mới để hồi sinh. Tôi là một trong số những người đã vượt qua được và hồi sinh trên mảnh đất mới. Và tất nhiên là con người khi đã có nỗi buồn thì phải bộc lộ ra ngoài chứ, không thể giấu giếm được. Tôi vốn là diễn viên nhưng lại rất kém trong khoản che đậy cảm xúc, nên cuộc sống của tôi không được như những người lý trí. Vì lẽ đó tôi không làm kinh doanh được và không thể làm những công việc đòi hỏi phải có sự tính toán, lạnh lùng, kiểm soát cảm xúc tốt. Là người sống tình cảm, nhưng khi quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh, chị lại để con trai lớn tại Hà Nội mà chị dắt theo con gái. Chị có khó khăn lắm khi quyết định việc này. Tính tôi thế này là người tình cảm nên khi sống tôi sẽ hết mình với những mối quan hệ đang có. Nhưng khi đã chia tay hoặc quyết định chấm dứt mối quan hệ đó, tôi thường là người thoát ra nhanh. Cũng có thể do tôi gặp được ông xã thứ hai sớm nên thời gian đầu đau khổ, còn tôi không bị kéo dài.
tôi gặp ông xã sau một năm đổ vỡ hôn nhân. Thời điểm đó, anh ấy đang là trai tân và tình cảm mà anh ấy dành cho tôi khiến tôi vượt qua được nhiều thử thách. Tuy nhiên, chuyện cũ đã qua, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Chỉ có chia sẻ thời điểm đầu mới tới ông xã hiện tại, hai người gặp nhiều trục trặc vì tính ông xã bị hơi ghen. Vậy bằng cách nào hai người giữ được cân bằng cuộc sống? Chuyện trục trặc vợ chồng nào mới cưới nhau ai chẳng phải đối diện. Vợ chồng tôi trục trặc chắc chắn không phải vì chuyện ghen tuồng. Những chuyện đó là bí mật của tôi với ông xã, không ai biết được đâu. Chỉ có cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống mà mình đang có. Con người mà, bản năng là đòi hỏi và mong muốn, mà cái mong muốn đó lúc nào cũng nhiều hơn thực tế mình có. Cho nên nói mãn nguyện thì khó, nhưng hài lòng thì là đúng, là tôi đang hài lòng với cuộc sống mình có. Tôi vốn không phải là người có quá nhiều tham vọng hoặc đề ra những tiêu chí quá cao. Tôi luôn sống sao để giữ được thanh thản trong lòng mình. Tôi không phải là Phật tử, cũng không đi chùa chiền, càng không phải quá duy tâm. Nhưng tôi biết cân đối mình để không bị mệt mỏi bởi những tham vọng của mình. Tôi làm và hưởng những gì trong khả năng mình có, nên tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng, thanh thản. Nói thật là tôi không giỏi chịu đựng áp lực đâu. Nhắc đến Khánh Huyền, nhiều người trêu mẹ già nuôi con mọn. Việc nuôi con ở nhà tuổi ngoài 40 có khiến chị cảm thấy mệt mỏi lắm không? Có chứ, nếu đề cập tới chuyện bỏ nhiều công sức ra chăm con thì rõ ràng bé thứ ba thiệt thòi hơn hai bé trước. Vì thời điểm này tôi đã lớn tuổi hơn, tôi lại dành thời gian cho công việc nhiều hơn. Tuy nhiên, bù lại tôi cảm thấy tự tin và có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc nuôi con. Điều đó nó không làm ảnh hưởng tới việc nuôi con nhỏ của tôi. Bé cũng rất khỏe mạnh, thậm chí bé bị mập mạp quá và phải ăn kiêng giống mẹ để có thân hình nhỏ nhắn hơn. Vậy lý do gì chị và ông xã lại quyết định sinh con khá muộn sau một thời gian dài sống chung với nhau? Một gia đình bao giờ cũng phải có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ nhỏ mới đầy đủ. Tôi đến với ông xã lúc tôi đã lớn tuổi và anh cũng đã lớn tuổi. Nhưng vì đang có thể sinh nở được nên chúng tôi vẫn quyết định sinh. Thậm chí chúng tôi mong là được hai con, nhưng vì hai không nổi nên đành phải một.